quá đỉnh quá đỉnh. Đẹp ghê các bạn. Đây chào các bác. Hôm nay đi tham quan vườn tiêu. Vườn trái cây, bưởi, tiêu. Quá trời tiêu luôn. Trọng chứ. Ủa sao cái vườn cao su bên này ta không chăm hả ta? Cao su đây giống bị bệnh quá à? Lên thẳng đột nhỉ? Nó không có cái bấm, nó không bấm đảo hay sao? Bưởi lá xanh này chứ chưa có da xanh. Bác cứ làm như là bác là thủ tướng mà mở rộng đường như bác đi tham quan. Qua tính ra tối qua phải ủi rồi, ủi biết. Qua công điều rồi mà sao mà vẫn chưa nó chưa vào ủi. Nếu bác quan nghiêm chết cho mà một đêm làm đường tao bình mà sao? Đêm nay đi đâu mà chúng cứ làm đường như thế? Đang là cán bộ cấp chiến lược đi không em mà. Dạ chắc là có thầy. Này chắc có cá. Lươn với lại cá trê rất nhiều. Đây nè, đây có suối luôn nè. Eo rắc không. Một xe anh vừa đang chưa sửa, nó đi vô đang sửa trong kia, giờ nó sửa kịp được. Đá vô đây câu chắc đá nước cũng sâu lắm nè. Này giống như cái bào ấy chứ. Bào lên này chắc nhiều cá lắm rồi. Đây chắc nó nuôi cá luôn á. Cỏ nó vào dưới kìa. Thảm cỏ dưới. Cái này hình như là chắc ngày xưa là nó móc quá. Móc là nó móc đường cái gì đó ha. Mà cái này hơi sâu á. Chắc là có cá. Sâu lắm á. Này nước sông xeo xanh thế này mà. Nhìn đẹp không? Nước nó trong thế thì đâu có phải xử lý gì đâu ha. À có con cá này. Cá kìa, cá trạch kìa. Đúng anh? Phải không? Cá hay rác ạ. Rác á. Cái này là cỏ ấy. Rong. Sâu ghê. Không thấy cái gì. Ném đá xuống. Đẹp cái cỏ um tùm. Đẹp ghê không? Nhìn ở ngoài thì thấy chứ ở trong nhìn đẹp không? Quá đỉnh quá đỉnh. Đẹp ghê các bạn. Dạ. Anh Toán ơi. Thăm bữa mà ngó hồn. Anh Toán làm hướng dẫn viên du lịch. Bưởi. Bưởi anh ta trồng thì nó lên tốt nhỉ. Bón phân gì đó. Phân xịt thuốc. Trời ơi đẹp quá trời luôn nhỉ. Đẹp ghê không? Kết cái này. Chụp phải phải có cái ấy đó. Em quay mà. Đẹp nha. Quay cho mình.
đẹp ghê, nước trong xanh. Trời ơi đẹp quá. Có cá kìa. Thầy thấy đẹp đây, đây vô đó thầy thấy sao quá. Đúng rồi. Cá chi kêu ở đây. Cảnh này đẹp ghê. Ủa đẹp lắm này. Rất đẹp ghê. Chụp đẹp này. Chụp cái này về gửi cho vợ coi. Trời ơi. Điện thoại chống nước. Nhúng có chống nước luôn. Đẹp, đẹp quá. Đẹp nha. Đẹp, đẹp. Chụp vào hình. Ôi cái là con tí kìa. Con tí lùi ra nè. Quá đẹp quá trời luôn. Một con lành đinh đào. Trời ơi, nguyên vườn bưởi rộng mấy chục hectare luôn. Để trồng bưởi không à? Phát trực tiếp lên đi. Ở khu vực này, ở đây, phát trực tiếp đây. Đâu? Đang phát trực tiếp mà. Phát trực tiếp mà. Tối nay lên YouTube là sẽ thấy. Hay quay. Quay. Nguyên cái vườn dưa hấu luôn. Thu hoạch rồi. Ủa cái này là chắc là này chắc thì dưa thu hoạch lại hả? Hay là mới luôn con? Mới luôn. Ờ mà cũng ơi, cũng như thu hoạch lại đây người ta lấy bớt cái hàng to đi hết rồi. À. Đây chắc hàng loại 2 loại 3 rồi. Dạ đi tham quan cái mô hình bưởi da xanh trong này. Quá trời. Nó mới trồng chắc được 2 năm mà cô. Là làm gì? Ý là mua làm gì? Cho heo hả? Cho heo thì mua mấy loại giặt này thế này. Quá trời trái dừa, dừa quá trời. Đây đến là 40 năm con đó nhỉ. Đĩa trắng thì đẹp ghê. Dạ. Chị nhìn em bắt sứa này chị uống không? Em bắt cho. Này có con dê cụ nè. Nghe nói là súng đạn ăn ngon lắm rồi nè, ăn bổ lắm rồi nè. Bè. Bè. Dê đực đầu đàn ấy. Đây này, chị gái to thế nhỉ? Súng đạn đó này. Gái to ghê chị Hà. Gái bự thật. Để đúng cái chỗ tao đang để ý. Thế là quỷ thiệt. Ủa, gái bự thật đấy. Ê, dê quá trời luôn. Cái này chắc bầy nhỏ. Cái này bầy lớn. Bầy này bầy thịt nè. Này ăn cỏ hả? Tiêu dạ trồng cả cái đinh lăng này. Đinh lăng này trồng lấy củ ngâm rượu. Rồi tuyệt vời. Sầu riêng. Sầu riêng. Tiêu. Đã một trừng tiêu luôn. Tút rồi sâu trong. À, trời tiêu luôn. Đó các bác ạ. Thế là đi nãy giờ là toàn thấy tiêu. Tiêu trồng rất là nhiều. Tiêu. Không phải là tiêu không. À, tiêu thì năm nay mất giá. Tiêu không được giá. À,
nhiều người dân ở đây chuyển đổi sang trồng cây tiêu mấy năm nay, nhưng mà mấy năm nay thì tiêu hầu như là giá cả nó cực thấp nên là thu hoạch người dân cũng bấp bênh lắm các bác. Và công chăm sóc tiêu thì rất là cao, từ khâu làm bồn này lên líp, và người ta còn có giăng lưới đây, trước khi tiêu đang nhỏ người ta giăng cái lưới, phải căng cái kẽm đây, kẽm đây để giăng lưới này, lưới che mát lên lên, rồi chưa tính là phân, rồi tưới nước liên tục, cái này phải tưới tắm liên tục quá đó. Các cái phi nước thì là để trộn phân cho người ta tưới, tưới vào gốc đây. Và tiêu nó cực kỳ dễ bệnh, bệnh một cái là hầu như là nó bệnh thôi được gốc rễ, chết liên tục, chết lam nghe nhé. Đấy, tiêu không có, quanh đây tiêu không, quay cho bác coi, tiêu thẳng tút nút trên sau, tiêu đó, tiêu không ạ, có thấy đó, đây này, đây là chuỗi tiêu đó, này nhỏ, khi hạt nó chín nó to hơn chút, và nó chín nó có màu đỏ, màu vàng, màu đỏ. Ở đây nó chưa chín thì tiêu đang nhỏ mà, chuỗi đang nhỏ. Còn khi mới ra thì nó như thế này đó, thấy đó, tiêu quá trời tiêu, nó mất nét rồi, rồi tiêu cực kỳ nhiều tiêu. Trụ này cao chắc phải tầm gần 3 mét ạ. Đó, đây nữa đó. Cái này người ta trồng một cái keo này. Keo này lấy lá này cho dê ăn được không? Đó, cái lá keo đó, đó, đó. Trời ơi, tiêu, tiêu. Tiêu. Quanh quanh tiêu, đâu đâu cũng tiêu. Tiêu quá trời. Trồng thẳng hàng không? À, thẳng này. Này là hàng xéo này, đó, thẳng tắp, kỳ công lắm các bác, này tốn công cực kỳ luôn. Đây, đố các bác biết cái này cái gì? Cái này này, đó, các bác biết cái này cái gì không ạ? Non đẹp không? Nhìn hấp dẫn không? Cái này là cây vối đó các bác, cây vối để pha nước uống đó, cái này cho giống như pha trà vậy đó, phơi khô lên cũng được, uống tươi cũng được, ngắt được vài lá ra bỏ nước sôi vô uống, nghe nói là tốt cho gan lắm, cực kỳ tốt cho gan. Đây, nguyên dạng cây của nó đây, không nét được rồi đó, đây là nguyên cây của nó như thế này, lá của nó đó, lá của nó uống dùng để đầu gan. Còn đây cao su, cái này cao su người ta cạo đây, làm con vèo này là cái vèo chắn nước này quá, mưa nó những cây nó tuôn xuống là dính nước lại, cả nước lại. Đấy, cao su năm nay cũng giá cũng thấp lắm, cho nên là người dân ở đây cũng đây có một cái này, chuối chuối chín các bác, ngon chưa, chuối này là chuối chín này. Tự nhiên đó nha, tự chín cái cây này ăn ngon lắm rồi, nghe thấy không, đấy đủ loại trái cây luôn, vườn này thì... Chào các bác, mệt quá, bây giờ đang trên đường đi về, sau khi tham quan xong cái vườn bưởi người ta mới trồng được khoảng có một năm đúng một năm thôi, rộng cực kỳ các bạn, mấy chục hecta ở đây. Vùng này thì người ta trồng tiêu nhiều lắm các bạn, tiêu thủ phủ tiêu, lát nữa qua vườn tiêu, quay sơ sơ vườn tiêu cho các bác coi. Nắng, trời nắng trồng xanh luôn, nắng chang chang luôn các bác. Bây giờ mệt, đạp đạp gãy cây gỗ của người ta đi. Đây, vườn tiêu. Đây này.
quá trời tiêu quá. Tiêu hôm nay cũng thất rồi sao? Trái không nhiều. Tiêu trái không nhiều. Ít lắm. Đây bên này nữa. Nói chung ở khu vực này là tiêu không à? Đồng tiêu không à? Ngoài tiêu rồi hình như là không có cái khác. Tiêu đa số luôn. Đây đi thẳng vào vườn tiêu cho các bạn. Đây là các cái trụ tiêu. Đó, trái từ dưới gốc này trái lên. Đó. Cái này thì chưa thu hoạch, cái này thì nó còn 4-5 tháng nữa thì mới thu hoạch. Trong này sâu mình bác. Tiêu quá trời tiêu. Thôi. Xin chào các bác nha. Mệt quá. Thôi, chắc kết thúc video đây nha. Các bác xem hay thì nhớ like, ủng hộ. Cảm ơn các bác.